Tập 13. Tiền bối, sao thứ này? Đừng vội. Để đêm nay khóa tỏa tình sẽ bị cổ tình ăn hết thôi, rồi sau đó dần dần biến mất. Vậy nên hai vị đã chịu khổ bị khóa thêm một đêm nữa đi. Ta vẫn muốn nhắc nhở hai vị một câu, đời này hai người không thể nào có tình cảm với nhau được đâu. Được. Giảng bối, cảm tạ công tôn tiên sinh và phu nhân. Sao phải làm vậy chứ? Nếu huynh sợ chết đến vậy, vậy thì theo khuyên huynh, bây giờ nên nhanh chóng thề với trời đi. Đời này kiếp này, dù xảy ra chuyện gì thì huynh không thể yêu ta được. Như vậy có lẽ huynh có thể giữ được mạng sống của mình đó. Tại sao phải thề chứ? Ta yêu hay không yêu ai thì có liên quan gì đến cô đây? Cho dù ta có yêu ai đó, yêu đến đầu ta phải chết thì cũng không liên quan tới cô đâu. Cô lo lắng ta sẽ yêu cô đến thế sao? Có phải cô cũng sợ một ngày nào đó cô sẽ yêu ta thấm thiết phải không? Sao con không chơi cùng chúng đi? Sư phụ, phụ mẫu con vì sao lại không cần con nữa? Phụ mẫu con là đại hiệp một thời, nhưng họ lại chết dưới tay Lý Bàn Thanh. Năm đó tu vì võ công của phụ thân con được công nhận là đứng đầu võ lâm, nhưng cũng có vô số kẻ thù. Năm đó Lý Bàn Thanh vì muốn có danh tiếng nên mặc kệ cho con đã bị trọng thương, vẫn muốn khiêu chiến với phụ thân con. Lý Bàn Thanh và phụ thân con đã quyết chiến với nhau hôm đó, có người nhân cơ hội này đã lấy cả gia đình con, giết chết 58.000 người của nhà con. Chỉ tiếc khi ta giỏi đến nơi thì chỉ có thể cứu được một mình con thôi. Còn mẫu thân con cũng bị hại dưới tay kẻ gian ác, vậy nên là do Lý Mạn Thanh hại chết gia đình con, có đúng không ạ? Đúng vậy. Tên Lý Mạn Thanh này ngoài mặt thì nhân nghĩa, nhưng thực tế hắn đã dùng kế điều hổ ly sơn, hại chết cả nhà con. Vậy nên con phải ghi nhớ, một khi còn sống thì nhất định phải báo thù cho phụ thân con. Tất cả những gì con phải chịu đựng đều phải đòi lại cho bằng hết. Con phải báo thù này, con biết chưa? Dân thưa sư phụ, con nhất định sẽ cố gắng. Bây giờ huynh hãy thề với trời cho ta đi, nếu không trước khi huynh yêu ta, ta sẽ giết huynh trước. Không cần thiết đâu, thề thì thề thôi, ai sợ gì chứ? Ta từng quan hoại sẽ thề với trời, nếu có một ngày ta thực sự yêu tiếng Thái Việt thì ta sẽ nhà tan cửa nát, giờ con đi tán. Tốt lắm. Từ nay về sau, cho dù quân là Thương Quang Hoài hay là Lý Hoài, thì chỉ cần quân không ngăn cản ta giết Lý Bằng Thanh thì ta sẽ không giết quân. Sau này xin gặp lại trên giang hồ, chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.
chỉ e đây là lần cuối cùng. Hai chúng ta ở gần bên nhau như thế này thôi. Đợi khi khóa được mở ra thì muội sẽ ra đi. Cũng không biết lúc nào ta mới gặp lại được muội. Ta thấy lúc muội ngủ vẫn là hay nhất. Trong muội không lạnh lùng nữa. Đã đến lúc rồi. Cuối cùng chúng ta vẫn phải chia xa, trở về thế giới riêng của mỗi người. Sau này nếu có gặp lại, chỉ mong chúng ta sẽ không trở thành kẻ thù của nhau. Chẳng lẽ ngay cả sợi dây cuối cùng ràng buộc giữa ta và muội cũng không còn nữa sao? Sau này ta và muội cũng chỉ còn hối hận thôi, đúng không? Tiền bối, chào buổi sáng. Chào các vị. Nào qua đây, nếm thử canh đậu phụ đi, rất là ngon đó. Buổi sáng ăn canh đậu phụ này rất là ngon đó. Cảm ơn tiền bối. Nào ngồi đi. Nếu đã như vậy thì chúng ta không khách khí nữa đâu. Nếm thử đi. Từ qua công tử và tiết cô nương, làm sao thế kia? Ông ăn đi. Hay gì tiền bối, đến nay quá ta tình cũng được giải quyết rồi, nhưng mà vẫn có hiểm quà của cổ tình nhân. Vì nên ta mới nghĩ là muốn hỏi hai vị rốt cuộc có cách nào để có giải được không? Tạm thời vẫn chưa có đâu. Có điều hai vị cứ yên tâm đi, bọn ta nhất định sẽ nhanh chóng nghĩ ra cách thôi. Thực ra thuốc giải quan trọng nhất ở trên người cháu gái của bọn ta, chỉ là nhiều năm trước đây con bé đã mất tích rồi, đến nay vẫn không rõ tung tích. Có lẽ nếu tìm được nó thì có thể giải trừ được hoàn toàn hiểm họa cho hai vị.
Gì mà các vị thực sự phải đi rồi sao? Sao các vị không ở thêm mấy ngày nữa? Không cần đâu, đã làm việc hai vị nhiều ngày nay rồi. Nhờ có sự chăm sóc của hai vị tiền bối, ta nghĩ giờ là lúc chúng ta phải đi rồi, để trả lại sự thanh tịnh cho hai vị. Đồng Tiêu Hữu, cậu nói gì vậy? Không đúng đâu. Thời gian này nhờ có ba vị mà trang viên của ta có thêm rất nhiều niềm vui đó. Đã rất lâu rồi bọn ta không vui vẻ như vậy. Nhìn thấy hai người làm bọn ta nhớ lại cháu gái đã mất tích của ta. Ta tin nếu nó vẫn còn sống, chắc cũng tầm tuổi các ngươi đấy. Công tôn tiền bối xin đừng đau lòng như vậy. Sau khi chúng tôi ra khỏi đây, chắc chắn sẽ để giúp hai vị về cháu gái của mình, coi như là báo đáp ân nghĩa của hai vị. Vậy thì tốt quá rồi. Trên đầu vai trái của cháu gái ta có một vết bớt hình qua đầu. Đây chính là đặc điểm để nhận ra con bé. Cho dù có tìm được hay không, thì bọn ta vẫn cảm ơn các vị. Hai vị tiền bối đừng nói như vậy. Ta hiểu rồi. Cũng không còn sớm nữa, xin phép cáo từ. Cáo từ. Tiền bối cáo từ. Lão gia, Lý đại hiệp, đến kỳ hạn rồi, mong ngày cho chúng tôi một lời giải thích đi. Cái chết của Đàn Bắc Phương là sao đây? Cái chết của Nhân Nghĩa đại hiệp rốt cuộc có phải là do truyền nhân Tiểu Lý Phi Đao gây ra không? Đúng vậy, các người có làm không? Nói đi. Các vị, mong mọi người hãy yên lặng đi. Nghe ta nói một câu đã. Truyền nhân Tiểu Lý Phi Đao không hề liên quan tới chuyện này đâu. Con trai thứ Lý Chính của ta khi còn thiếu niên đã bị trọng thương, sau này không thể nào học phi đao được nữa. Còn con trai trưởng Lý Hoại đến nay bị rơi xuống vực thẳm chưa rõ tung tích. Lý Mạnh Thanh ta và Nhân Nghĩa đại hiệp Đoàn Bắc Phương không hề có oán gì, càng không thể nào sát hại đại hiệp ấy được. Ta nghĩ chuyện này chắc chắn ổn khúc gì đây. Chắc chắn có người muốn vu oan giá họa cho người nhà họ Lý chúng ta. Có điều mong mọi người hãy yên tâm đi. Lý Mạng Thanh ta chắc chắn rằng nhất định sẽ tìm ra hung thủ thực sự. Bên cạnh đó cũng sẽ đòi lại công bằng cho nhà họ Lý. Lý đại hiệp, ngài nói sai rồi. Định công tử Lý Hoại tuy đến bây giờ vẫn chưa rõ sống chết, nhưng vẫn có thể còn sống. Nếu đã như vậy thì chuyện này đến 8-9 phần có liên quan đến Thượng Quan Hoại. Đúng vậy, đúng thế. Mau dẫn Thượng Quan Hoại ra đây, dọn hắn ra đây. Trên giang hồ có ai không biết phi đao chính là tuyệt kỹ của nhà họ Lý, không phải người ngoài có thể tùy tiện vu oan được. Nếu như ngài cứ bao che khuyết điểm này, thì ta nghĩ các anh em trên giang hồ chắc chắn không đồng ý đâu. Mong các vị thứ cho. Mọi người cứ yên tâm đi. Lý Mạng Thanh ta tuyệt đối không phải là người vì tình riêng mà làm việc vô pháp đâu. Ta lấy cái nhà họ Lý ta xin thầy giết trời. Chắc chắn ta sẽ đưa con trai ta trở về cho mọi người một lời giải thích rõ ràng. Truyền nhân của nhà họ Lý ta, cho dù có chết cũng phải chết một cách trong sạch, tuyệt đối không dính vào một chút ô nhục nào. Mời các vị vậy cho. Nếu đã như vậy thì hẹn gặp lại Lý đại hiệp ở một lần khác. Mong Lý đại hiệp sớm ngày tìm được công tử về. Mong đại hiệp sẽ không khiến huynh đệ chúng tôi phải thất vọng. Chúng ta đi thôi. Về thôi. Thiết thúc. Cô lão nô, qua mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của Thiên Nhi rồi. Ta nghĩ nếu Thiện Nhi vẫn còn sống thì chắc chắn sẽ đến bái tế mẫu thân nó. Ta đành phải phiền ông giúp ta đến Sơn Thành một chuyến đi. Nếu ông có gặp Thiện Nhi thì phải đưa nó bình an trở về đây. Rõ. Thiết thúc, còn nữa, thúc nhớ mang theo chút đồ cúng bái, đặc biệt là bánh đậu xanh mà Thiên Nhi thích ăn nhất. Ngài yên tâm đi. Không biết công công nửa đêm triệu kiến thuộc hạ là có gì muốn sai bảo. Gần đây Tiểu Lý Phi Đao tái xuất trên giang hồ, chắc hẳn có liên quan đến Thượng Quan Hoại.
Qua mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của Thượng Quan Tiên, ngài hãy chuẩn bị trước đi. Lần này ngươi nhất định phải nắm được manh mối về bản đồ khô báu đó. Dạ. Không phải huynh nói đã về kinh thành rồi sao? Sao mà cứ theo ta mãi thế? Ta đâu có đi theo cô đâu, chỉ là tiện đường thôi mà. Tiện đường? Đây gọi là tiện đường à? Đến luôn cả Sơn Thành rồi đây. Thì ta cũng đi Sơn Thành để tìm đại ca ta thôi. Sâu theo đuôi. Cô muốn nói sao thì nói đi. Giờ cô theo ta thì có. Ta đi đằng trước cô đấy. Huynh đừng có chạy. Ai theo đuôi huynh chứ? Chỉ là cô chứ lại đây. Huynh đừng nói bậy nữa. Người đâu? Có đồ tiền. Bạn cứ thư đói rồi. Mời chúng mày đoạn ngon cho ta đi. Tiểu thư cô về rồi sao? Mời chúng mày đoạn ngon cho ta đi. Cái đầu thối này, ra ngoài lâu như vậy mà không chịu về. Lần này mới về đã hỏi hát đoạn rồi. Con coi cái nhà này như tử lâu rồi sao? Dạ, sao cha nói như vậy chứ? Đây là ổ heo của con mà. Sao mà so sánh với tử lâu được cơ chứ? Còn đấy, chỉ biết lẻo mép với ta thôi. Mau, đến nhà bếp chuẩn bị thức ăn ngon cho tiểu thư đi. Vâng, đây đã, chuẩn bị thêm một phần nữa nhé. Dạ. Con đói thế sao? Dạ, không phải vậy đâu. Người cô con gái là heo thật sao? Đừng tập thò nữa. Mau vào đi. Bá phụ. Lý Chính Hiền Chất, cháu nhìn cháu kìa, có phải là đến đây lần đầu đâu? Sao mà khách sáo như vậy chứ? Sau này cứ coi như là nhà của mình đi. Cháu muốn ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu. Cảm ơn bá phụ. Vì nhãn bối cung kính không mặc tôn lệnh. Được được được. Tí cô nương sao giật lại vậy? Cô thấy không khỏe sao? Nếu khóa tình đã mở được rồi, ta nghĩ chúng ta cũng không cần phải đi cùng nhau nữa đâu. Hay là cứ tách ra thì hơn. Đừng nhìn theo nữa, người ta đi rồi. Ta cũng nhìn đâu, nhìn gì chứ? Vậy tiếp theo quỳnh có gì định gì không? Sắp đến ngày giỗ mẫu thân ta rồi, nên là ta chuẩn bị về Sơn Thành để mới tế mẫu thân. Vậy cũng được. Hay là chúng ta quyết đấu đi. Đằng nào sau khi quyết đấu xong, ta sẽ không bám quỳnh nữa. Sau này quỳnh có thể tiếp tục hành trình của mình rồi. Vì sao lại quyết đấu chứ? Lúc trước chúng ta đã nói rồi mà. Quỳnh đã đồng ý với ta rồi, để ta được mở mang tầm mắt xem sự kỳ diệu của Tử Lý Phi Đao. Quỳnh là truyền nhân của Tử Lý Phi Đao, sao lại nút lại như vậy được chứ? Hãy nói truyền nhân Tử Lý Phi Đao đều không giữ lời hứa chứ. Đúng là kỳ lạ mà. Cô nói gì vậy? Nói rõ ràng rồi hắn đi chứ. Sao cô có thể như vậy được? Dù cái gì mà không biết đấu với ta? Lúc trước rõ ràng cô đồng ý với ta rồi mà. Cô phải giữ lời hứa đi chứ. Vì nếu ta quyết đấu với cô xong rồi thì cô sẽ đi mất. Vậy thì ta sẽ cô đơn lắm. Mong rằng cô luôn bình an. Bảo trọng. Lý Chính, ta cảnh cáo huynh. Ta cảnh cáo huynh, chuyện từ quan hải giáng còn sống không được nói cho nhà huynh biết, đặc biệt là không để mẫu thân huynh biết được chưa? Nếu không thì ta sẽ không bao giờ nói chuyện với huynh đâu. Yên tâm đi, từ quan hải cũng là đại ca của ta, ta tuyệt đối không hại huynh ấy đâu. Chuyên nhân tri diện bất tri tâm, ai biết được dưới lớp da nho nhã kia của huynh là một mặt xấu xa như thế nào. Dù sao nhà huynh cũng chẳng có tốt lành gì cả, toàn là đám xấu xa hãm hại người khác trong bóng tối thôi. Được rồi, dù sao ta nói gì cô không tin ta đâu mà. Vậy thôi, ta câm miệng lại đây được chưa huynh? Hiền Chất, chủ nhân còn đang đọc sách sao? Dạ. Sao rồi? Mấy ngày nay trong phủ ta cháu có thấy dữ ý không? Rất dữ ý à? Xin mời bác phụ ngồi. Được rồi. Không biết đêm khuya bác phụ đến đây là có chuyện gì ạ? À? Không có chuyện gì đâu. Ta thấy là chỉ là tiền đường đến hỏi thăm cháu thôi. Tiểu nữ khả khả nhà ta, thời gian này ở bên ngoài cùng cháu, không gây rắc rối gì cho cháu chứ? Bao phủ quá lời rồi. Khả khả vừa nhanh nhẹn vừa thông minh, tất nhiên là không gây ra gì đâu. Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tốt quá rồi. À đúng rồi Hiền Chất, ta nhớ hai cháu lúc rời khỏi Sơn Thành, Từ Quan Hoài cũng đi theo hai cháu mà.
Sao lần này lại không thấy cậu ta vậy? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Đại ca cháu vẫn chưa rõ tung tích, không rõ sống chết đâu nữa. Không rõ sống chết. Vậy thì tiếc quá rồi. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được chứ? Nhưng mà hiện chất này, cháu đừng quá lo lắng như vậy nữa. Người như đại ca cháu từ nhỏ đã là con gián đến mãi không chết rồi. Ta tin chắc cậu ta có thể chuyển quá dữ lạnh, hồi sinh từ cõi chết. Cảm ơn các ngôn của bác phụ. Nào, uống trà thôi. Vì lần này càng tốt rồi. Một khi tên khốn Tư Quốc Hoài chết rồi thì sẽ cắt đứt được tâm tư của nhà đầu Kha Khả. Nó sẽ một lòng một dạ gả cho Lý Chính rồi. Lý Chính đúng là một nhân tài. Phụ thân Lý Mạn Thanh, Lý Chính đầy hiệp nổi danh giang hồ. Còn mẫu thân lại là Đức An công chúa, là người của hoàng tộc. Sau này Kha Khả gả đến nhà họ Lý, vậy thì nhà họ Phương chúng ta chẳng phải chính là đều có chỗ dựa ở giang hồ lẫn triều đình sao? Ta phải đến từ đường thắp nén nhang thôi. Hiền chất à, lão phu có câu này, không biết có nên nói hay không. Bá phụ, có gì bá phụ cứ nói đi ạ. Ấn tượng của cháu về tiểu nữ Kha Khả như thế nào đây? Tất nhiên Kha Khả rất tốt ạ. Vừa xinh đẹp lại thiện lương nữa. Ai có thể cưới được mùa ấy thì chắc chắn là phúc từ tu kiếp trước rồi. Thật vậy sao? Nếu đã như vậy thì ta cho con bé đính hôn với cháu có được không? Bá phụ, chuyện này trông dáng vẻ cháu có vẻ không thích Kha Khả rồi. Tất nhiên là không phải vậy. Vậy thì không chờ gì nữa. Thế này đi, ta sẽ nhanh chóng thảo một bức thư gửi cho nhà họ Lý ở kinh thành, để phụ thân Lý Mạn Thanh của cháu và công chúa làm chủ cho cháu. Bá phụ, được rồi được rồi, cháu không cần phải nói gì hết. Đừng có nói gì cả. Tất cả mọi thứ cứ để ta lo cho. Cứ như vậy đi. Đừng quên huynh, người trong giang hồ quan trọng nhất là chữ tín. Nếu huynh cứ như thế này sẽ bị người trong giang hồ cười chê đấy. Huynh có biết không vậy? Sao vậy? Nghĩ thông suốt rồi sao? Long huynh à, thực ra vì sao ta lại không biết đấu với huynh? Bởi vì ta quên rồi. Ta còn chưa ăn cơm đấy. Ta làm gì có sức mà đấu với huynh chứ, đúng không? Nếu đã như vậy thì nói sớm cho ta biết đi chứ. Sao cô lại vô duyên vô cớ lấy bánh của mình cho ta vậy? Chuyện này không cần lo đâu. Ăn no được rồi. Ăn đi. Cảm ơn nha. Tối nay ta sẽ ăn sau. Vậy bây giờ chúng ta có thể quyết đấu rồi chứ? Ta phát hiện ra thực ra ta không đói nữa. Chủ yếu là tối qua ta không ngủ ngon, trạng thái không tốt, nên giờ ta rất buồn ngủ rồi. Vì huynh cứ tìm lại một gốc cây nào đó mà ngủ một lát thôi. Cây cứng như thế này sao mà ngủ được chứ? Hơn nữa ta rất buồn ngủ, nhưng đồng thời vì muốn tranh thủ thời gian đi đường. Cô nói xem mâu thuẫn như thế nào đây. Được rồi được rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta cống huynh. Vậy thì huynh có thể nghỉ ngơi và không chậm trễ đường nữa, đúng không nào? Sao có thể làm như vậy được? Có gì mà không được đâu. Lên đi. Thế này thì không hay lắm đâu. Giúp dễ cho huynh rồi. Quỳnh có thể đi nhanh hơn một chút được không? Ta phải tranh thủ thời gian thôi. Quỳnh có đi được không vậy? Cẩn thận đấy. Cẩn thận một chút vào. Quỳnh thả ta xuống. Quỳnh bỏ ta xuống đi. Quỳnh không sao chứ? Đến. Đến lúc nào Quỳnh mới chịu dùng tiểu lý phi đao quyết đấu với ta đây? Vì ta đã cõng Quỳnh xuống núi rồi. Được, thì chúng ta hãy quyết đấu đi. Ta nghĩ đi nghĩ lại chứ không thấy được. Thế này đi, đợi sau khi ta về Sơn Thành bái mẫu thân ta xong xuôi rồi hắn nói tiếp đi. Vì trong đầu ta chỉ tưởng là nhung nhớ mẫu thân ta thôi.
căn bản là không thể phát huy được sức mạnh chân chính từ Lý Phi Đao đâu. Hơn nữa, ban nãy huynh cõng ta đi lâu như vậy, lãng phí thể lực của huynh như vậy rồi, không công bằng chút nào đâu. Giờ đâu chuyện này truyền ra ngoài thì từ quan hoại ta sao có thể đứng trên giang hồ được chứ, đúng không nào? Huynh đang nói gì vậy? Huynh nói không giữ lời hả? Sao huynh có thể vô lại như vậy được chứ? Vậy chúng ta có thể không tỉ thí đi? Trong mắt huynh ta chính là tên vô lại mà. Vậy thôi. Được. Vậy chúng ta đến Sơn Thành trước đi, đến đi bay tới mẫu thần huynh. Nhưng đến lúc đó huynh không thể nào lật lọng được đâu. Để sao hắn nói đi. Khoan đã, chúng ta ngoắc tay đi. Nè, huynh đừng có lừa ta như vậy chứ. Chán quá đi mất. Tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy? Cô muốn đi đâu liên quan gì tới người chứ? Mau tiểu thư hãy quay lại đi. Đừng làm khó tiểu nhân như vậy. Đạo gia nói rồi, không để tiểu thư ra cửa nửa bước được. Nếu không sẽ đuổi tiểu nhân ra khỏi phủ đó. Ngươi sợ phụ thân ta đuổi đi, ngươi không sợ ta sao? Tiểu thư à, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, cuộc sống thì thảm lắm. Mau tiểu thư, thôi được rồi, đừng có dây dài để thương nữa, đủ lắm rồi đó. Tiểu thư, cảm ơn người. Tức chết đi được. Không ngờ phụ thân này cấm cửa mình, nhưng mà không dễ dàng đâu. Cái đám tài hay sức mọn này căn bản là không thể dùng cách chính trực với chúng được. Phải làm sao đây? Người đâu? Tiểu thư có gì sẽ bảo vậy? Ở đây hết nước rồi, cô đi lấy nước cho ta đi. Liên Nhi, lấy nước cho tiểu thư đi. Được lắm. Tiểu thư, đâu rồi không quay lại đây? Thưa quan huynh à, đây chính là quê hương của huynh sao? Đúng là đẹp thật đấy. Long huynh, nếu đến địa bàn của ta rồi thì ta sẽ làm hết trách nhiệm của mình. Mời quân đi ăn một bữa thật ngon, để quân nếm thử món ngon của Sơn Thành chúng ta. Được. Các người nói xem, tiểu thư rốt cuộc đi đâu rồi? Vì sao ngươi lại nằm trên giường tiểu thư? Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ vào đưa nước cho tiểu thư, sau đó bị người khác đánh ngất từ phía sau. Chuyện sau đó nô tỳ không biết gì hết. Sao bảo các ngươi trông coi tiểu thư, trông coi tiểu thư? Vì mà các ngươi làm việc như vậy sao? Lão gia thứ tội, lão gia thứ tội. Đưa xuống đi. Dân thư lão gia. Người đâu? Cô đi tìm tiểu thư đi. Dạ thưa lão gia. Cũng là tức chết mà. Con nhóc con này, lần này quay về xem ta có lột da nó không. Hiền chất à, ngại quá, để cháu chê cười rồi. Bác phụ quá lời rồi. Khả khả vẫn còn nhỏ, vẫn còn ham chơi. Mong bác phụ đừng trách cô ấy. Tiểu nữ nhà ta từ nhỏ đã bướng bỉnh rồi, làm ta khổ sở hết sức. Lần này không biết ra ngoài lại gây chuyện gì nữa. Bác phụ đừng quá lo lắng, hay là cháu ra ngoài tìm quấy gì là được. Đúng vậy, đúng vậy. Cháu đi là tốt nhất đấy. Vì làm phiền hiền chất rồi. Không có gì đâu ạ. Sao mình lại đến đây nhỉ? Ở đây náo nhiệt thật. Không biết tên hoại xấu xí đó rốt cuộc đi đâu rồi. Cô nấy không có ở đây, cứ cảm thấy là lạ sao đó. Cô nương, cô cho ta một chút thứ gì đó ăn được không?
Cô là ai vậy? Ta chỉ cần một chút đồ ăn thôi. Cô xin cô đấy. Bỏ ra đi, cái đồ bẩn thỉu này. Cô nương, ta không cần thứ gì khác đâu. Ta chỉ cần một thứ đồ ăn thôi. Chỉ cần một chút thôi mà. Cầu xin cô nương, tránh ra đi. Ta cầu xin cô nương đó, đừng có động vào ta. Cầu xin cô nương, thực sự ta rất đói. Đừng chạm vào ta mà. Khả Khả, cầu xin cô nương đó. Nè, cô bắt nạt người khác rồi sao? Ngoài xấu xí, cô nhẫn nhục khi chết là quá tốt rồi. Thì cô ôm chặt như vậy nữa, ta sắp không thở được rồi đây. Đại ca, sao người lại tới đây vậy? Ta đến đây để tìm Quỳnh mà. Thấy Quỳnh nhân bình an vô sự đúng là quá tốt rồi. Có điều, nếu Quỳnh đã không sao thì tìm báo cho phụ thân ta một tiếng đi. Phụ thân ta tìm Quỳnh khắp nơi đó. Sao Quỳnh đến đây vậy? Vậy phụ thân ta có biết ta bỏ trốn không? Cô mong quay dậy đi. Phụ thân lo cho cô lắm đấy. Cô gì mà cô chứ? Lý chính cũng lo lắng cho cô mà. Cô đừng phụ thân làm của người ta nữa đi. Cô làm gì vậy? Lại muốn đánh người ta hay sao vậy? Quỳnh không có tư cách nói với ta. Chẳng phải Quỳnh cũng thế sao? Rõ ràng cô chưa chết, sao không kịp thời báo cho ta biết vậy? Không phải bây giờ tôi quay về rồi sao? Nhưng mà Quỳnh không nói cho ta biết trước. Thì bỏ đi, đừng cãi nhau như vậy nữa. Ta thấy hai người lâu ngày mới gặp lại, hay là chúng ta ngồi xuống trước, ăn đồ gì đó, uống chén trà, rồi từ từ nói chuyện đi. Được. Có cô ấy ở đây thì chúng ta không cần thanh toán rồi. Thật sao? Tất nhiên rồi. Vì cô nương này, hay là cô đang cùng chúng tôi đi. Ta, nhưng mà ta, chút nữa ta sẽ tìm một bộ quần áo cho cô. Ngoại xấu xí. Gà mà? Sao vậy? Nhìn cái gì mà nhìn hả? Nhìn cái gì? Đi gọi món đi. Nhìn gì mà nhìn chứ? Tránh ra đi. Cảm ơn công tử. Đừng có xáo gì hết. Cô ấy tuy rất hung dữ, nhưng tâm địa cô ấy không xấu xa đâu. Cô đừng trách gì cô ấy nha. Nào, chúng ta đi thôi. Nào. Tao quên mất không giới thiệu. Vì này là họ Long. Tên chỉ có một chữ Vật. Là quý đệ tốt của ta. Hân hạnh. Tài hạ bái kiến hay gì? Còn đây, cô nương không giống con gái này. Tên là Phương Khả Khả. Chính là bạn tốt, lớn lên cùng ta từ thổ nhỏ đấy. Có điều, Quỳnh cũng thấy rồi đấy. Tính tình cô ấy không tốt lắm. Không có chuyện gì thì đừng chọc cô ấy nha. Chào Phương cô nương. Long ca ca, chào Quỳnh. Quỳnh đừng có tin mấy lời nói dối dẫn của tên hoài xấu xí này nhé. Thực ra bình thường tính tình ta không xấu đâu. Còn phải xem đó là ai nữa. Có đúng không nào? Cô đừng quá đáng như vậy chứ. Có lúc nào cũng khắc khí với ta đâu. Còn đây là, đây là, ta là đệ đệ của Quỳnh ấy. Ta chính là Lý Chính. Lý Quỳnh. Quỳnh ấy là đệ đệ của Quỳnh. Vậy sao Quỳnh ấy không cùng họ thường quan với Quỳnh? Có vài chuyện, nếu có cơ hội ta sẽ từ từ giải thích với Quỳnh. Cái gì mà từ từ giải thích chứ? Ta nói cho Quỳnh biết nè. Thực ra hai người họ là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Một người họ Lý, người kia là họ Quan. Đúng rồi, hắn mới là truyền nhân chân chính của Tiểu Lý Phi Đao đó. Nếu Quỳnh muốn hỏi những chuyện về Tiểu Lý Phi Đao thì hỏi hắn đi. Lý Quỳnh, thực ra ta cực kỳ có hứng thú với tâm pháp của Tiểu Lý Phi Đao. Không biết ngày nào đó Quỳnh có thể chỉ ta về chiêu không? Thật ngại quá Long Quỳnh à. Vì hồi thiếu niên ta bị nội thương rất nặng, nên từ lâu đã không thể dùng Tiểu Lý Phi Đao rồi. Cô nương, cô ngồi đi. Cô xuống cùng ăn cơm đi. Không cần đâu, ta còn một chút gì gấp. Ta phải đi trước rồi. Có chuyện gì mà gấp như vậy chứ? Ăn cơm một chút đi. Thực ra ta còn bà nội trước giờ nương tựa vào nhau, bảy mới mất không lâu, nên bây giờ ta muốn nghĩ cách để làm chuyện hậu sự. Đây là tất cả ngân lượng mà ta có được. Cô cầm lấy đi, mong có thể giúp được cho cô. Không được đâu công tử à, ta không cần số tiền này được đâu. Cô cứ cầm lấy đi, không có chuyện gì mà quan trọng hơn việc làm hậu sự cho bà nội cô đâu. Cảm ơn công tử. Đại ơn đại đức của công tử ta sẽ ghi nhớ trong lòng của ta. Nếu sau này có cơ hội, ta nhất định báo đáp Quỳnh. Không cần xấu như vậy đâu, đừng nói như vậy nữa. Nếu cô còn việc gấp thì ta cũng không làm việc cô nữa. Cô mau đi đi. Cảm ơn công tử. Yo.
Mấy ngày không gặp mà cô đã nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy rồi. Cô còn nói hả? Ta đang giúp cô xử lý hậu quả đấy. Được được rồi, để tình cũng giúp ta xử lý hậu quả. Vì bữa tiệc này để ta mời. Với lại còn được làm quen với Long ca ca, đúng là vinh hạnh lớn nhất của ta. Cái này chúng ta cạn ly đi. Cô cô đúng là rất hào sảng. Cạn ly. Nào cạn. Kì không phải là cô nương hôm qua sao? Đi nào. Chẳng phải hôm qua chúng ta vừa gặp cái tên ăn mày này. Đúng vậy. Hôm nay sao trông xinh xắn thế? Còn có mặt thầu ăn nữa chứ. Nói đi. Có phải người trộm mặt thầu đâu không? Mặt thầu không phải tan trộm đâu. Là có người tốt cho ta đó. Sao người tốt không cho ta chứ? Bà kia. Nhiều tiền như thế này, chúng ta có thể đi chơi rồi. Vừa khéo vào này đang kẹt tiền. Không được đâu. Đây chính là tiền dùng làm hồ sơ cho bà nội tôi. Đi cấm vô đây. Buông ta ra. Buông ta ra. Đưa tiền cho ta. Nhanh lên. Buông ta ra. Sư phụ. Có chuyện gì? Cô gặp một cô gái kinh không rất cao, nhưng lại không hiểu thời thế. Mới vừa mới gặp phải nỗi đau rất lớn, mất người thân, không nên nương tựa. Nếu chúng ta giúp đỡ cô ấy thì sau này chắc chắn sẽ có tác dụng với chúng ta. Ta đã từng nói rồi, chỗ chúng ta không nhận người vô dụng. Nhưng nếu nói về khinh công thì cô ấy căn bản rất vững. Nếu được bồi dưỡng luyện tập thêm thì sau này trên giang hồ chỉ sợ không có mấy người được như cô ấy đâu. Đưa cô ấy tới đây đi, ta muốn gặp mặt cô ấy. Dạ. Cô là? Ta lại không quan trọng đâu. Cô cứ coi ta là một người đáng thương đi, đã từng chịu nỗi đau như cô vậy. Người thân của cô cũng, dù thế nào cũng để ta thắp nén hương cho bà cụ đi. Biết gì sao cô nương lại lưu lạc đến bước đường này. Ta và bà nội của ta vốn là dân thường thấp kém, trong nhà không có gì đáng tiền hết. Sau đó khó khăn lắm mới có được một chút tiền, nhưng lại để bà nội khám bệnh hết. Không ngờ bà vẫn không qua khỏi được. Nếu không phải gặp được một công tử lương thiện đưa tay cứu giúp cho ta một chút năng lượng, có thể bà nội ta bây giờ phải lấy chiếu quấn thân rồi. Quá ra có chuyện như vậy sao? Nếu cô nương không chê, ở đây tôi còn một chút ngân lượng, cô cầm lấy trang trải cuộc sống đi. Đây. Tỷ tỷ hôm nay đưa tay giúp đỡ, mùi mùi không biết lấy gì báo đáp đây. Đều là người lưu lạc thôi, cô đừng được khách sáo như vậy. Không biết nên gọi tỷ tỷ là gì, để sau này gặp lại còn có thể nhớ đến. Ta họ Tiết, tên chỉ có một chữ văn. Đơn đại đức của tỷ tỷ, mùi mùi nhất định khắc ghi trong lòng. Không biết cô nương sau này có dự định gì không? Người thân duy nhất của mùi đã rời khỏi mùi rồi, sau này chỉ còn một mình mùi thôi. Cho dù có số ngân lượng này thì không có thể phiêu bạc bốn phương thôi. Đi bước nào hay bước đó. Nếu mụ tin tưởng ta thì hãy dạy nguyên tật cung ta đi. Chúng ta thu nhận và giúp đỡ những người cô gái đáng thương như mụi. Sau này mụi cũng có nơi để tựa vào. Nguyên thần cung. Vậy đó chẳng phải là tổ chức giết người thần bí trong lệ động sao? Không, các người hiểu lầm rồi. Nguyên thần cung chúng ta chỉ là việc gian trừ ác, giúp đỡ cái yếu hạn mà thôi. Cho dù có giết người thì cũng đều là những kẻ chết không đáng tiếc.
Tập 14. Hoài xấu xí. Sao Quỳnh lại xấu xa đến thế chứ? Quỳnh có biết là ta tìm Quỳnh rất lâu rồi không? Ta biết rồi. Ta biết cô là người trường nghĩa nhất. Quỳnh biết là được rồi. Cô là người trường nghĩa mà tôi từng biết nhất đó. Ta biết rồi. Biết là ta tốt rồi mà. Vì hoài xấu xí mà vẫn chưa chết. Nên là chúng ta có thể gặp lại nhau. Cạn ly nào. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Cho dù vào lúc nào, trong lòng quấy, người mà quấy để ý nhất thì chỉ có Thượng Quan Hoài thôi. Còn ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Đại nhân là người của Đông Sự, là người Cao Công Công, là Cao Công Công có quyền lực áp đảo trong triều. Đúng vậy. Thất kính rồi. Không biết đại nhân đến đây có gì chỉ dạy. Ta đến đây giúp ngươi. Ta biết ngươi giàu có nổi tiếng một phương, nhưng tài sản ngươi nhiều như vậy cũng không được an toàn. Nếu ngươi và Cao Công Công hợp tác, biến thành người của Cao Công Công, ta có thể đảm bảo rằng không một ai dám động vào quan tiền của ngươi đâu. Còn nếu ngươi không hợp tác với Cao Công Công, vậy thì chính là kẻ địch của Cao Công Công. Đâu dám chứ. Đại nhân nói nặng lời rồi. Lão Phu được Cao Công Công bảo vệ, đúng là phúc ba đời. Nhưng không biết đại nhân cần ta làm gì đây. Việc mà ngươi phải làm rất đơn giản thôi. Khả khả, về rồi sao? Sao cô lại ở đây vậy? Sao cô vào đi? Buổi sáng khi cô chạy đi, cha cô rất tức giận, nên cố ý sai ta đi tìm cô. Nếu ta về trước, nếu không tìm thấy cô thì báo phụ chắc chắn là sẽ sai người đi tìm. Sau đó sẽ bắt cô về phủ trừng phạt. Cho nên ta muốn là đứng ở đây chờ cô. Đợi khi cô trở về, ta dù cô đi cùng vào. Như vậy khi báo phụ nhìn thấy ta thì sẽ không tức giận cô nữa. Hay lắm. Càng ngày Quynh càng thông minh ra rồi. Cô đã so sánh được với Hoài xấu xí rồi. Sao trước đây ta không thấy Quynh lại vừa mắt như thế này chứ? Có điều cảm ơn Quynh nha. Ta vào trước đây. Tạm biệt. Lẽ nào chỉ có đại ca mới có thể khiến mỗi vui vẻ như vậy? Cha, con về rồi. Con của mình nữa còn bất hiếu. Mới ban ngày ban mặt mà người đầy mùi rượu rồi. Còn ra hệ thống gì nữa đây? Cha, cha đừng có giận mà. Con biết sai rồi. Nào nào, cha ngồi đi. Cha đừng có xì mặt ra như vậy nữa. Con báo tin tốt cho cha đi. Thượng Quan Hoài vẫn chưa chết đâu. Con có về Xuân Thành, cha nói coi có phải rất vui không? Thượng Quan Hoài, đúng là được ông trời phù hộ. May là nó không sao. Hay là thế này đi con, ngày mốt chúng ta sẽ mời nó ăn cơm, cũng coi như là gột rửa bụi trần cho nó. Cha có phải là cha hiểu làm gì không vậy? Hay là cha bị ốm mà? Thôi đi, đúng là không lễ phép gì cả. Nhưng mà chẳng phải cha không thích hắn sao? Vậy ta không mời hắn đến nhà nữa thì suốt ngày sẽ nhìn con trốn đâu mà với hắn sao? Hơn nữa, hôm nay không tính toán với quá khứ. Hắn là tên Lý Hoại, đã là đại ca của Lý Chính hiện tế rồi. Cha, con biết cha tốt nhất mà. Ừ, đúng vậy. Ừ. Đại ca, vừa nãy đi đâu vậy? Ca, ta có chuyện này, không biết có nên nói với huynh không? Nói đi. Ngồi đi. Sao vậy? Ta không biết nên mở miệng với huynh thế nào đây. Không sao. Nói đi. Nào. Được. Vì để nói thẳng nha. Để muốn nói là, cho dù đại ca có hiểu lầm cha như thế nào, tình cảnh hôm đó Quynh cũng nhìn thấy rồi. Cái đối với Quynh ta đã nói rồi. Ta về Lý gia chỉ đơn thuần là vì muốn tìm hung thủ thực sự giết mẹ ta thôi. Chỉ đơn giản như vậy.
Đại ca, Quỳnh nên biết mấy tháng Quỳnh mất tích, ngày nào cha cũng ăn không ngon, ngủ không yên đâu. Hầu như sai tất cả mọi người trong phủ đi ra ngoài tìm tung tích của Quỳnh đó, không hề ngừng nghỉ phút nào. Ta cũng vậy, luôn đi tìm Quỳnh. Còn đại ca thì sao? Cho dù không sao, Quỳnh cũng không báo bình an với gia đình. Chẳng lẽ Quỳnh không hề để tâm đến tình cảm ruột thịt của chúng ta sao? Tình cảm ruột thịt. Khi ta và mẹ ta lưu lạc bên ngoài 20 năm nay, lúc nào ta cũng nghĩ cha ta là người thế nào? Tại sao ta không thể đoàn tụ với gia đình mình như bao người khác? 20 năm đã qua đi, mẹ ta đã mất rồi, vậy thì tình cảm ruột thịt còn đọng lại cũng theo đó mà héo mòn thôi. Đại ca, Quỳnh đừng nói như vậy. Cho dù thế nào, hiện tại Quỳnh có cha, còn có đệ nữa mà. Ta biết đệ đối xử với ta rất tốt, nhưng có lẽ chúng ta là bạn hữu sẽ tốt hơn. Ta không thể trở thành người Lý gia được đâu. Quỳnh ta là bạn hữu với ta, cũng không muốn làm đại ca của ta sao? Đúng vậy. Được rồi, trước khi Quỳnh chấp nhận thân phận của mình, chúng ta đối xử với nhau như bằng hữu đi. Nếu đây là bằng hữu rồi, ta có một lời thỉnh cầu Quỳnh. Lại có chuyện gì vậy? Ta muốn cùng Quỳnh đi cúng bái mẹ của đại ca. Chuyện này thì không cần thiết đâu. Ta cảm thấy mẹ ta không cần phải gặp đại đâu. Tấm lòng của đệ, ta thay mẹ ta xin nhận. Không cần phải nói nữa, hãy quên tất cả chuyện này đi. Đi thôi. Tại sao lần này đi lâu như vậy? Bẩm sư phụ, con tên sư phụ Sa Bảo đã đi giết Đoạn Bất Phương. Không ngờ bị một cầu thủ bên cạnh ông ta dây khốn. Thái Nguyệt phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thoát thân được. Con đứng lên đi. Đa tạ sư phụ. Ta có một nhiệm vụ vừa đúng lúc giao cho con đi làm. Vâng. Không biết nhiệm vụ lần này đối thủ là ai đây? Con trai Thượng Quan Tiên và Lý Mạn Thanh là Thượng Quan Hoài. Sư phụ, có lẽ đây chỉ là một tin đồn nhảm trong giang hồ. Nếu hắn thật sự là con trai của Lý Mạn Thanh, vì tại sao hôm đó ở Từ Đường hắn lại muốn lợi dụng Lý gia chứ? Chính vì chuyện này, ta mới chắc chắn rằng hắn chính là con trai của Lý Mạn Thanh. Hắn vốn không phải là Thượng Quan Hoại gì đó, mà tên gọi là Lý Hoại. Lần này tốc độ của con phải nhanh. Ta nhận được tin tức, con nhất định phải đến trước khi Hàn Tuấn ra tay, lấy được bản đồ kho báu. Không được để bí mật của kho báu rơi vào tay Đông Sưởng. Nếu không lấy được thì hãy giết hắn đi. Dừng. Con lui xuống đi. Không còn. Sao vậy? Tao quên không mang ống nước đi rồi. Không sao đâu. Dù sao mẹ ta cũng không thích ăn những món dầu mỡ đâu. Thế à, đi tiếp đi. Làm gì vậy? Sao các huynh lại nhát như chuột thế? Chỉ mới viên đá nhỏ thôi mà bị dọa đến mức đó sao? Cô đến làm gì? Cô làm gì nữa? Cùng huynh đi tới mẹ huynh chứ sao? Không được đâu. Cô mau về đi. Nếu không cho cô biết được sẽ đánh chết cô đấy. Ta mặc kệ. Huynh không muốn ta đi, ta càng đi. Trước đây ta thường là được bảo mẫu quan tâm, cho nên là nhất định phải đi.
Thôi được rồi, dù sao Phương cô nương cũng đã đến rồi. Nhiều thêm một người là thêm thành ý thôi. Người đông cũng náo nhiệt hơn mà. Mẹ Quynh cũng vui thôi. Vẫn là con người đông đại ca là tốt nhất. Chỉ giống như hoài xấu xí này, chẳng biết đối nhận sự thấy gì cả. Đúng rồi, cha ta muốn mời cô đến nhà ăn cơm đó. Không đi. Mẹ sao không đi vậy? Dù sao cha ta cũng là người của vai vế. Nếu Quynh đắc tội do mấy thì sẽ không tốt đâu. Cô nói sao biết không? Cho dù ta không đắc tội do mấy thì ta cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Cô hãy cảm ơn cho cô giúp tôi đi. Tao mới để tôi nhận. Rốt cuộc Quynh có đi hay không vậy? Tại sao chuyện gì Quynh cũng nghĩ theo hướng khác vậy? Quynh nghĩ mà xem, không chừng đến ăn cơm sau này Quynh trả thù cho mẹ Quynh. Không chừng cha ta cũng có thể giúp được Quynh đó. Ông ấy không giết ta là ta cảm ơn trời đất rồi. Rốt cuộc Quynh có đi không vậy? Sao cô lại phiền phức chết thế? Ta nghĩ đã. Quynh nói xem tại sao Quynh không đi vậy? Nói đi. Ăn bữa cơm với cha tôi thôi mà, có gì đâu không tốt chứ? Ta đang giảm béo được không? Quynh giảm béo hả? Nếu Quynh không đi, hôm nay ta sẽ tính sổ với Quynh. Ta đã mập nhiều rồi. Mập lên nhiều đấy hả? Chỗ nào, ta xem nào. Không ngờ mẹ rời nhân thế này một năm rồi. Nhưng mà con vẫn chưa trả thù được cho mẹ. Là con bất hiếu. Mẹ nhất định phải phù hộ cho con. Sớm tìm được hung thủ. Hoài xấu xí, cô đừng buồn nữa. Cùng lắm sau này ta sẽ không gọi cô là hoài xấu xí nữa. Như vậy được không? Như vậy cũng không được hả? Vậy ta hứa với Quynh là sau này sẽ không ức hiếp Quynh nữa, có được không? Thưa quan Quynh, Quynh thật sự không sao chứ? Không sao đâu. Thưa quan Quynh, kệ đi. Vậy chúng ta đi thôi. Mẹ, con về đây. Chúng ta đi thôi. Long Quynh, đợt nữa hãy uống rượu với ta đi. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Hôm nay chúng ta không sai không về. Vậy ta đi cùng với Quynh nhé. Không được, không được. Vì sao cái gì mà không được chứ? Cô nghĩ mà xem. Nếu tối nay cô và bọn ta uống say rồi không về nhà được, vậy cha cô có đồng ý gọi ta đến nhà ăn cơm không? Cô nói như vậy, tức là đồng ý đến nhà tăng cơm rồi, đúng vậy. Ta lập tức về nói với cha ta. Đông đại ca, hoài xấu xí giao cho Quynh đó. Quynh không được để hắn rơi xuống vực sâu hoặc bị người ta truy sát đâu, được chứ? Cô yên tâm đi, hắn đồng ý với ta rồi sẽ cùng ta quyết đấu. Ta tuyệt đối là không để hắn bị thương đâu. Vậy ta về trước đây. Cái Quynh này cũng mong nhớ tao quá nhé. Tạm biệt. Đi đi. Đi nào. Hay gì khách quan, tôi tự dùng. Được. Cho nên ta cảm thấy rất kỳ lạ. Tự nhiên có một người cha và một đệ đệ. Thì ra là vậy. Vậy Quynh, trong lòng Quynh nghĩ gì? Chẳng nghĩ gì cả. Nói thì nói vậy thôi. Ta cảm thấy đệ đệ của Quynh đối xử với Quynh rất tốt mà. Chuyện này ta biết. Có điều ta không biết phải nói sao với đệ nữa.
Thật ra có lúc ta rất hy vọng để chỉ là bằng hữu tốt của ta thôi. Như vậy thì ta có thể không nề hà đối xử tốt với đệ ấy rồi. Thật ra ta cảm thấy, thôi đừng nói chuyện này nữa. Nào, uống tiếp đi. Lão huynh, ly này ta kính huynh. Cảm ơn huynh, huynh đã chăm sóc cho ta suốt đường đi. Huynh tính xấu gì chứ? Còn nói những lời này với ta. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện đều do ta mà ra. Nếu không phải là dùng cái chủng nơ gì buộc huynh và không sao, không nói gì nữa hết. Uống đi. Nào. Long Quynh, gần đây sao không nghe thấy Quynh nặng nặc đòi tỷ thí với ta nữa? Chẳng lẽ Quynh biết Quynh không đánh bại ta sao? Cho nên là đã từ bỏ ý muốn của mình rồi. Quynh đừng có hiểu lầm ta nha. Ta nói cho Quynh biết, vì chuyện tỷ võ ta chắc chắn đấu với Quynh. Chỉ có điều là không phải hôm nay đâu. Hiện tại Quynh vẫn chưa trả thù được. Giờ Quynh còn vẫn chưa bước qua được nỗi đau mất mẹ. Hiện tại ta có thắng Quynh thì cũng đâu có hay ho gì đâu chứ. Ta thích tính cách Quynh đơn thuần mà sảng khoái. Nào, uống tiếp đi. Được. Nào. Rượu ngon. Long Quynh, thực ra một nam tử anh võ song toàn như Quynh, từ thế gian này trừ ta ra, ta hiếm thấy trường hợp thứ hai đâu. Hay là Lý Quynh, thật ra thì chẳng lẽ Quynh là Quynh hiểu mà. Ta thật sự không hiểu cho lắm. Quynh hiểu mà. Đừng có ngại nữa. Ý của ta là muốn Quynh cùng ta đi tìm hung thủ giết hại mẹ ta, cùng đi trả thù với ta. Khả năng thắng của hai người sẽ nhiều hơn mà. Cái này đi. Để sau khi trả thù xong, ta đồng ý với Quynh là sẽ cùng Quynh thống khoái tỉ võ được không? Cái này không được. Quynh không biết con người nông dân ta. Từ trước đến nay chỉ bao giờ người khác thôi, không giết người đâu. Nhưng ta có thể hứa với Quynh là từ hôm nay trở đi, ta có thể bên cạnh Quynh, bảo vệ cho Quynh thật tốt. Tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai động vào Quynh đâu. Vì lời này của Quynh, ta uống tiếp. Ta uống cùng Quynh. Người ta dặn người làm, người làm đến đâu rồi? Tất cả đúng trình tự, chỉ chờ thượng quan hoài ngày mai tự chui đầu vào rõ thôi. Công công đã nói rồi, sau khi sự việc thành công thì sẽ không thể nào quên công của người đâu. Vậy thì làm phiền đại nhân rồi. Cái gì mà tự chui đầu vào rõ chứ? Chẳng lẽ nào cha mời thượng quan hoài đến ăn cơm là có mục đích riêng sao? Không được, mình nhất định phải nghĩ cách. Ngày mai ở tiệc rượu, người hãy hạ thuốc này vào. Vì còn lý chính thì sao? Thì phải xem ngươi làm thế nào rồi. Tiểu nhân hiểu rồi. Ông yên tâm đi. Đợi sau khi bọn họ uống tương đối rồi, ta sẽ tự xuất hiện thu dọn tàn cục. Vì lần này phiền phức rồi. Nếu mình nói chuyện này ra với thượng quan hoại, vậy thì chẳng phải dồn cha mình vào chỗ chết sao? Nhưng nếu không nói với thượng quan hoại, lại dồn hắn vào chỗ chết rồi. Rốt cuộc phải làm sao đây? Một bên là cha ruột, một bên là... Không được. Mình không thể để ý nhiều chuyện như vậy được. Nhất định phải nói cho hoài xấu xí. Nói cho hắn biết bữa cơm bị hủy rồi, để ngày mai hắn không đến nữa. Khả khả. Cha, một thế này rồi, con muốn đi đâu đây? Con còn đi đâu nữa chứ? Đương nhiên con đi dạo trong vườn rồi. Nhà đầu thối, không thấy bên ngoài mưa sao? Định đến lúc làm gì đây? Nếu dầm mưa rồi, bị ốm thì phải làm sao hả? Vậy con chạy về lấy cái ô. Được lấy nữa. Con đó, hãy ngoan ngoãn ở trong phòng của con đi. Đi đi. Được, vậy con về đây.
Làm thế nào đây? Lý Chính, Quỳnh qua đây một chút đi. Sao vậy Khả Khả? Có chuyện gì sao? Tôi muốn nhờ Quỳnh một chuyện này. Chuyện gì? Nói xem nào. Tôi muốn nhờ Quỳnh báo tin cho Thượng Quan Hoại để ngày mai hắn đừng đến đây ăn cơm nữa. Tại sao vậy? Tôi nghe cha cô nói đại ca ta đã đồng ý rồi mà. Quỳnh cũng biết cha ta và hắn không hợp nhau mà. Ta sợ hắn vừa đến để làm chuyện gì đó hoặc để đồng cảm đến cha ta. Khả Khả, chuyện này thì cô nghĩ nhiều rồi. Cha cô mà đại ca đến đây ăn cơm, nếu đại ca không đến thì mới là không lễ phép đó. Rốt cuộc Quỳnh có đi không vậy? Nhờ Quỳnh đi báo tin mà Quỳnh cứ lại nhảy nhiều như vậy. Ta hiện tại đã lệnh cho Quỳnh đến báo tin cho Thượng Quan Hoại đi. Dù sao ta không đi đâu. Nếu đi thì cô tự đi đi. Rõ ràng Quỳnh biết ta. Quỳnh đừng đi mà. Nói rõ xem, tại sao không báo tin giúp ta chứ? Nè, thái độ gì vậy? Từ nhỏ ta và mẹ ta dựa vào nhau mà sống. Khi còn nhỏ thường bị những đám trẻ nhỏ chê cười là kẻ không có cha, là đứa con quan không có cha. Ta thường vì chuyện này mà đánh nhau với bọn họ. Có một lần ta bị đánh thua rồi khóc chạy về nhà, hỏi mẹ ta rằng rốt cuộc cha con đi đâu. Mẹ ta chỉ đảnh đạn nói với ta rằng ta không có cha, chỉ có mẹ mà thôi. Nhưng không ngờ rằng hiện tại ta chẳng còn mẹ nữa. Thượng Quan Huynh à, thật ra tâm trạng của Huynh bây giờ ta rất là hiểu Huynh. Từ nhỏ ta cũng không có mẹ, đến bà trông như thế nào ta cũng chưa từng thấy. Sau đó không bao lâu thì đến cha ta cũng mất. Cho nên một mình ta lưu lạc bên ngoài, chỉ có một mình thôi, lang bạt khắp nơi. Chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên mà. Chúng ta đều là những người không thân thích trên thế gian này. Hãy bảo Quỳnh không có người thân chứ. Từ hôm nay Long Vật ta chính là người thân của Quỳnh. Cũng từ hôm nay hai chúng ta sẽ vào sinh ra tử. Nào, trên có trời xanh, dưới có mặt đất. Từ hôm nay Long Vật ta và Từ Quan Hoại kết bái, trở thành huynh đệ, vào sinh ra tử. Sau này có rượu cùng nhau sống, có thịt cùng ăn. Được, bây giờ ta sẽ cùng huynh. Vì trên có trời xanh, Từ Quan Hoại ta và Long Vật không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện kết thành hảo huynh đệ tốt cùng nhau, nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tôi qua huynh, nhưng ta nhỏ tuổi hơn huynh. Sau này huynh sẽ là ca ca của ta. Ta chính là huynh đệ tốt của huynh. Hôm nay thật may mắn huynh được một người đệ đệ tốt như đệ. Đúng là duyên phận cho người làm đại ca như ta. Tối nay chúng ta uống không say không về. Được, nào. Khách quan. Hai vị khách quan, đến đây đi, khách quan. Khách quan, làm gì vậy? Hiện tại đã giờ máu rồi. Long Vật, tới đây đi, mau lên. Ta hẹn với Phương Khả Khả đến nhà quán ăn cơm. Đi thôi, đừng uống nữa. Đi thôi. Đến rồi sao? Phương Bá Phụ, lâu rồi không gặp. Đây chính là chút thành ý của con, xin mời Bá Phụ nhận giùm cho. Sao lại khách sáo như vậy chứ? Chẳng qua chỉ là một bữa cơm nhỏ thôi mà. Dù sao thì con không thể đi tay không được đâu. Nếu đã như vậy thì vậy ta đành miễn cưỡng nhận lấy giùm.
Hôm nay đến phủ của ta đều là khách quý thôi. Không những có hai truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao, mà còn có vị này. Xin chú đừng quên ạ, đây chính là huynh đệ kết bái của con, tên là Long Vật. Phương lão gia, xin ra mắt. Long thiếu hiệp, xin tự nhiên đi, cứ coi đây là nhà của mình. Dân à, bác phụ, sao không thấy Kha Khả đâu vậy? Đúng rồi, Kha Khả đi đâu rồi? Tối qua Kha Khả đột nhiên cảm thấy không khỏe, nên ta bảo nó ở trong phòng nghỉ ngơi rồi. Tối qua gì để ta đi coi. Không, không cần đâu. Nếu khách đã đến đây đông đủ rồi, chúng ta hãy bắt đầu mở tiệc thôi. Mời chuẩn bị đi. Dân thưa lão gia. Nào mọi người, mời mọi người. Mời. Người đâu? Tiểu thư có gì sẽ bảo. Hiện tại là giờ nào rồi? Hiện tại là giờ ngọ rồi. Buồn như vậy à? Vì khách đã đến nhà chưa? Bắt đầu rồi à? Sao người lại không gọi ta dậy chứ? Tất cả các món đều đầy đủ rồi à? Những món này không biết có hợp khẩu vị của các cậu không? Rất hợp. Nếu ngon hãy ăn nhiều một chút đi. Những món này ta đặc biệt làm cho cậu đấy. Phương lão già khách sáo vậy? Kỳ lạ, Phương lão gia này bắt đầu từ khi nào lại tốt như vậy chứ? Những món ăn ngon này nhất định phải kèm theo rượu ngon. Nào, Long thiếu hiệp, ta đốt cho cậu trước. Nào, đa tạ Phương lão gia. Nào, được rồi, đốt đầy đốt đầy. Không đúng, rõ ràng không giống tính cách của Phương lão gia mà. Nào nào ăn cơm đi, ăn thôi. Nào, đừng chần chờ nữa, ăn đi, ăn đi. Ăn gì nào? Ăn đi, ăn thôi. Không được uống. Mau đi đi. Khả Khả, không phải cô bị ốm sao? Dạ. Sao cha có thể mời một tên khốn làm hỏng chuyện của nhà mình chứ? Nếu cha không quan hệ thì để hắn đi đi. Không được lộn xộn. Sao cũng có thể đối xử với khách quý như vậy được chứ? Cô đi đi. Bộ đưa tiểu thư về phòng đi. Cô lộn ra. Thả ta ra. Bữa tiệc này ta không dùng nữa đâu. Cáo từ. Muốn đi không dễ dàng như vậy đâu. Bá phụ, chuyện này là sao đây? Hiện tới cậu yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không làm hại cậu đâu. Vì đây là Tử Quang Hoài. Tử Quang Hoài, đừng cho rằng ngươi thay đổi thân phận, trộm 1.700.000 lên 300 ngân phố thì có thể thoát được lưới trời. Ta luôn muốn bắt ngươi. Hiện tại ta lấy thân phận người chỉ huy cẩm y về lệnh cho ngươi. Hãy khoanh tay chịu trói đi. Tiểu thư, lui lại đi. Lưu Nhi, Long Vật đâu? Viên Nam thất xảo Đông Tân Kiếm. Chẳng lại, để xem các ngươi chạy đi đâu. Cha, đều tại cha đó. Sao cha lại như vậy chứ? Thần tướng ngoài xuất xí đã thương như vậy rồi, sao cha lại bán đứng hắn chứ? Không còn cách ta nữa. Đều tại con thôi, chúng phải làm hỏng hết chuyện của ta rồi. Tiểu thư, của ta ra. Người đâu? Nguyệt thần Thái Nguyệt, bộ đồ bản đồ kho báu ra đi. Chúng gì không có bản đồ kho báu gì cả. Nếu hôm nay quên không giao ra,
Ta thật sự giết Quỳnh đấy. Không có là không có mà. Ta không gạt cô đâu. Sư tỷ, sư phụ đã dặn rồi. Nhiệm vụ hôm nay nhất định phải làm được. Ta cho Quỳnh một cơ hội cuối cùng. Giao hay không đây? Cho dù cô giết ta, ta cũng không có mang đồ khô báo gì cả. Sư tỷ, đồng thủ đi. Chị cũng đừng quá hận ta. Không sao. Hoài xấu xí. Tiểu thư, cô không sao chứ? Mau đi về trong đi, mau lên, mau lên. Tiểu thư à. Đại ca, đại ca. Thượng quan Hoài. Đại ca. Đại ca. Sư tỷ, đi thôi. Phương lão gia, ông đã nuôi dưỡng một đứa con gái ngoan nhỉ. Nhưng công lao của ông, ta vẫn sẽ ghi nhớ. Vì làm phiền đại nhân rồi. Chuyện phía sau không cần ta nói nhiều chứ. Hãy thu dọn chỗ này sạch sẽ đi, không được để lại bất kỳ dấu vết nào. Dân, dân, được rồi. Chính thiếu gia, hãy về với ta đi. Đưa đi. Đại ca. Nói đi. Rốt cuộc thì Quang Hoại giấu bằng đồ khổ báo chỗ nào? Bản đồ khổ báo gì? Ta đã nói rồi. Ngươi, cho dù ta biết bản đồ khổ báo ở đâu, cũng không nói cho người biết đâu. Người khác đâu? Ngươi bắt được người khác đi đâu rồi? Lý Chính đâu? Nếu chuyện này để Lý Mạng Thanh đại hiệp và Lý Ngài công chúa biết được, bọn họ chắc chắn không tha cho ngươi đâu. Sao chỉ đến nơi đồ khổ hồng xong? Đánh cho ta, đánh chết thì thôi. Tiểu nhân chúc mừng đại nhân. Hàn đại nhân, lần này thượng quan Hoài chết, ngài chính là công thần lớn rồi. Đến lúc đó nếu thăng quan phát tài thì đừng quên tài hạ đó. Ngươi biết cái gì chứ? Thứ mà cao công công cần là bản đồ khô báu, chúng ta vẫn chưa tìm thấy. Nếu tiểu tử bên trong này thật sự không biết, cao công công nhất định sẽ cho rằng chúng ta giấu bản đồ đi rồi. Không được đánh công mà còn phải chịu chết đó. Ngươi hiểu chưa vậy? Vậy đại nhân định đối phó như thế nào đây? Thế này đi, ngươi mau chóng viết thư cho đức an công chúa, nói rằng đã giải quyết xong thư quan Hoại rồi, chúng ta lập tức đưa Lý Chính về cung. Dân tiểu nhân hiểu rồi. Chúng ta giải quyết xong cái nhà của đức an công chúa rồi, nếu được bảy thưởng cho thì cao công công cũng sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Cổ tình nhân, không ngờ ta cũng không biết thượng quan Hoài còn sống hay đã chết. Sư tỷ, tỷ sao vậy? Không sao. Chẳng lẽ gì chuyện lúc nãy? Chuyện này không trách được tỷ đâu. Sư phụ đã dặn đi dặn lại rồi, bản đồ khô báu không để được lọt ra ngoài. Nếu từ tướng ngoài đó không giao bản đồ ra thì hắn phải chết thôi. Hơn nữa trong hoàn cảnh lúc nãy, chúng ta không có cách gì khác đâu. Được rồi, mua đừng nói gì nữa. Ta còn một số chuyện muốn giải quyết, muốn về trước đi. Sư tỷ, về đi. Sống phải tìm thấy người, chết về thấy xác. Đại nhân, công tử chịu khổ rồi.
là mẹ ta gọi ngươi đến đúng không? Chuyện này công tử không cần quan tâm, công tử không biết gì hơn. Ngươi làm như vậy, ta và cha ta không chịu khoanh tay đứng nhìn đâu. Công tử muốn giết ta hay chém ta thì hãy đợi về kinh thành rồi nói đi. Ta hộ tống công tử về kinh, ta không đi cùng ngươi đâu. Nếu ngươi không phải là con trai của công chúa thì ta sớm giết ngươi lâu rồi. Hoài xấu xí. Khả khả, con tỉnh lại rồi. Cha biết con hận cha, nhưng cha cũng không có cách nào khác đâu. Tên tử Quan Hoài đó đắc tội với người triều đình, chúng ta không thể động vào được. Hắn chết rồi. Khả khả, người chết không thể sống lại được đâu. Con hãy quên hắn đi. Hơn nữa tên tử Quan Hoài đó, cái tên đó chỉ là một tên lưu manh mà thôi, không giống cuộc sống với con đâu mà. Chỉ có Lý Chính mới có tư cách trở thành người của Phương gia chúng ta thôi. Cha, cha hãy nói cho con biết, rốt cuộc thì cha đã giấu tên Quan Hoài đâu vậy? Cha, con như con cầu xin cha đấy. Rốt cuộc cha đã giấu hắn ở đâu vậy? Cha nói đi. Cha, con biết người chết không thể sống lại được. Con cũng biết cha có nỗi khổ riêng của mình. Nhưng mà con chỉ có một người bằng hữu là hắn thôi. Con chỉ muốn biết bằng hữu của con bị giấu ở đâu, sau này có thể đến tế bái. Cha, con gái chỉ có một thỉnh cầu thôi. Con như cầu xin cha đấy, có được không? Còn đó, Thượng Quan Hoài được mai táng ở vùng đất quan cách phía Bắc Hà Thành 3 dặm. Hoài xấu xí, chắc chắn huynh sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Cha, cha nhất định gạt con rồi. Thượng Quan Hoài, Thượng Quan Hoài, Quynh không thể chết được. Xấu xí, Hoài xấu xí, Quynh ở đâu? Hoài xấu xí, 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 Quynh tỉnh lại đi, Hoài xấu xí,
Hoài xấu xí. Hoài xấu xí. Còn chưa chết. Ta sẽ đưa cô đi. Nào.